Dự án cầu Mỹ Thuận 2 bắt qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, khởi công tháng 3 năm 2020 là một trong những dự án trọng điểm quốc gia đang được gấp rút thực hiện để thông xe cuối năm nay. Cầu Mỹ Thuận 2 nằm song song và cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu khoảng 350m. Đây là cầu dây văn lớn phức tạp với nhịp chính dây văn dài 650m, hai trụ tháp mỗi trụ cao 125,5m. Điểm đầu của dự án khớp đối với dự án đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận phía Tiền Giang. Điểm cuối khớp nối vào dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Trong tháng 8, các nhà thầu sẽ hợp long nhịp biên bên phía bờ Vĩnh Long và đến tháng 10 năm 2023, hợp long nhịp chính. Liên doanh các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để nhanh tiến độ, phấn đấu đến cuối tháng 10 hợp long nhịp chính và đến cuối năm 2023 hoàn thành toàn bộ dự án cầu Mỹ Thuận 2.